Trăng sáng trên đầm sen. Tác giả Chu Tử Thanh. Mấy hôm nay cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên. Tối nay hóng mát ngoài sân nhà, bất chợt nhớ đến đầm sen mà ngày nào cũng đi qua. Trong đêm trăng đầy đặn như thế này, có lẽ đầm sen sẽ khác hẳn ngày thường chăng? Vầng trăng đang từ từ nhô lên, đã không còn nghe thấy tiếng nô đùa của bọn trẻ chơi trên đường cái bên ngoài bức tường. Vợ đang vỗ về thằng Nhuận trong nhà, vừa hát ru vừa gật cù. Tôi liền khè nhẹ khoác chiếc áo khoác lên mình, khép cửa đi ra ngoài. Trên đường chỉ có mỗi mình tôi. Tôi vừa vắt tay ra đằng sau lưng, vừa rảo bước. Tôi cảm thấy đất trời này là thuộc về tôi. Tôi dường như đã thoát khỏi bản thân vào lúc bình thường, như bước vào một thế giới khác hẳn. Tôi thích ồn ào, cũng thích yên tĩnh. Thích lúc đông vui, cũng ưa lúc một mình. Nhưng trong đêm nay, một mình đi dưới trăng đêm thanh thang, tôi có thể suy nghĩ bất cứ điều gì, và cũng có thể không suy nghĩ gì cả. Thế là tôi cảm thấy mình là con người tự do. Ban ngày có những việc bắt buộc phải làm, những điều bắt buộc phải nói, thì lúc này đây có thể bỏ mặc tất cả. Đây chính là cái hay của lúc đơn độc một mình. Tôi có thể tận hưởng khung cảnh trăng sáng đầm sen trước mắt. Trên mặt đầm sen quanh co uốn khúc là những tán lá sen san sát. Lá sen nhô lên mặt nước rất cao, như là váy của nàng vũ nữ yêu kiều. Những bông sen màu trắng lấm đớm tô điểm trên những lớp lá sen. Có bông vừa dịu dàng hé nở, có bông còn e thẹn chúm chím. Chúng như những hạt ngọc châu, lại như những cánh sao trên bầu trời đêm thăm thẳm, hoặc lại như những cô gái xinh đẹp vừa tắm xong. Một làn gió nhẹ thổi qua, đưa hương thơm mang mát, thoang thoảng những tiếng hát trên tòa nhà cao tầng từ xa vọng tới. Giây phút này, lá vàng và hoa dường như có một chút rung động, như tia chớp truyền khắp đầm sen trong nháy mắt. Những lá sen vốn dựa vào nhau dày đặc, lúc này như có vết rạn màu xanh. Dưới những tán lá sen là dòng nước chảy lặng lẽ đã bị che lấp, không còn nhìn thấy màu sắc của nó. Thế nhưng lá sen trong gió lại trở nên duyên dáng. Ánh trăng như nước chảy lặng lẽ tỏa xuống mặt lá sen và hoa sen. Lớp sương mong manh phủ trên đầm sen. Lá sen và hoa sen như vừa được tắm gội bằng sữa bò, lại như được bao trùm trong giấc mộng bằng vải lụa mỏng. Tuy vầng trăng đầy đặn, nhưng bầu trời vẫn bị lớp mây mỏng che phủ, cho nên không được sáng tỏ cho lắm. Nhưng tôi cảm thấy như vậy là vừa phải. Ngủ say là việc không thể thiếu được, nhưng chợp mắt cũng cảm thấy dễ chịu khác thường. Ánh trăng đêm xuyên qua kẽ lá, từ trên những rặng cây cao rọi xuống. Bóng lá cây màu đen loang lổ từng lớp, trông như ma. Hình bóng của những cành liễu thưa thớt, cong cong như vẽ lên mặt lá sen. Ánh trăng đêm đầm sen không đồng đều, thế nhưng giữa ánh sáng và hình bóng tạo nên một giai điệu hài hòa như bản nhạc violon nổi tiếng. Xung quanh đầm sen, từ xa đến gần, từ cao đến thấp, đều là cây cối. Trong đó, cây dương liễu là nhiều nhất. Các loại cây cối rậm rạp, vòng trong ngoài, bao quanh cả đầm sen. Chỉ có ven đường là còn mấy chỗ trống, như cố tình để dành lại cho ánh trăng vậy. Màu sắc của cây đều âm u, thoạt nhìn như những làn khói.
Thế nhưng dáng dấp của Dương Liễu có thể nhận ra ngay từ trong làn khói đó. Trên ngọn cây là dãy núi xa xa, lúc ẩn lúc hiện, chỉ là đường viền của núi mà thôi. Giữa những hàng cây cũng có ánh sáng của mấy ngọn đèn đường, nhưng trông có vẻ uể oải, như con mắt của người đang ngái ngủ. Lúc này, nơi ồn ào nhất phải nói là tiếng ve kêu trên cây và tiếng ếch kêu dưới nước. Thế nhưng chúng ồn ào mặt chúng, còn tôi thì lòng trống rỗng. Bất chợt nhớ lại quang cảnh hái sen. Hái sen là tập tục của vùng Giang Nam, đã từ lâu hưng thịnh thành vào thời Lục Triều. Có thể tìm hiểu đôi chút từ những vần thơ. Hái sen là việc của các nàng thiếu nữ. Các nàng thường vừa chèo thuyền vừa cất tiếng hát đi hái sen. Các nàng đi hái sen không cần phải nói nhiều, bởi còn nhiều người đến xem cảnh hái sen. Đó là mùa nhộn nhịp nhất, mà cũng là mùa lãng mạn nhất. Nhiều tác giả, những câu chuyện đi cùng năm tháng, Ngọc Ánh biên dịch, nhà xuất bản Văn Học, Hà Nội, năm 2014, trang 16 đến trang 19. Thời lượng của video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.